Gran Turismo là một thương hiệu trò chơi đua xe nổi tiếng độc quyền cho các hệ máy PlayStation tới từ Polyphony Digital, một hãng game nổi tiếng tại Nhật Bản. Dòng game này rất nổi tiếng với việc tạo ra một trải nghiệm đua xe chân thực nhất với mỗi người chơi, với nền đồ họa lung linh tuyệt đẹp, cùng với đó là hệ thống mô phỏng phương tiện rất thực tế từ nguyên tắc vật lý, âm thanh, ánh sáng, tất cả mọi yếu tố đều được tối ưu một cách tuyệt vời với chỉ một mục tiêu duy nhất, đó chính là tạo ra một cảm giác lái xe chân thực nhất có thể. Và tất nhiên, điều đó dẫn đến việc Gran Turismo trở thành một trong những trò chơi nổi tiếng nhất trên thế giới. Kỷ lục Guinness Thế giới đã ghi nhận 7 kỷ lục của Gran Turismo, số lượng xe nhiều nhất trong một trò chơi đua xe, trò chơi PlayStation bán chạy nhất, chiếc xe có tuổi đời cao nhất trong một trò chơi đua xe, game đua xe có nhiều hướng dẫn và chỉ thị nhất. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ra mắt, Polyphony Digital đã phát hành phần mới nhất của series là Gran Turismo 7, ra mắt vào ngày 4 tháng 3 vừa qua. Vậy nên, hãy cùng Phê Game chúng mình nhìn lại chặng đường phát triển 25 năm của dòng game ăn khách này nhé. Theo một cách nào đó thì bạn có thể nói rằng câu chuyện về cuộc hành trình của Gran Turismo gắn liền với câu chuyện cuộc đời của chính cha đẻ dòng game này, Kazunori Yamauchi, một nhà sản xuất trò chơi điện tử, đồng thời cũng chính là một tay đua chuyên nghiệp. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, một tay đua chuyên nghiệp đi làm game đua xe, chỉ cần nghe vậy thôi là chúng ta đã có thể thấy rõ luôn sự chuyên nghiệp và lý do mà Gran Turismo trở thành một trong những trò chơi đua xe lớn nhất lịch sử rồi nhỉ. Kazunori Yamauchi sinh ngày 5 tháng 8 năm 1967, khi chỉ 13 tuổi, ông đã có trong mình một niềm đam mê mãnh liệt với xe cộ và cụ thể là những chiếc xe đua thể thao hạng sang. Khi lên tới 24 tuổi, ông dốc sức và dành dụm vào làm việc nhằm mua cho bản thân một chiếc xe hơi Nissan Skyline GTR R34 để có thể thỏa mãn niềm đam mê cháy bỏng của mình. Nhưng chỉ 6 tháng sau khi sở hữu chiếc xe mới này, Kazunori Yamauchi đã gặp tai nạn giao thông khi đang lái nó với vận tốc 120 km/h. Ý thức được rằng đến cả một tay đua chuyên nghiệp vẫn có thể gặp tai nạn như bình thường, ông liền bắt đầu suy nghĩ tới việc giúp cho những người có đam mê xe cộ giống ông có thể có được những trải nghiệm trên những chiếc quái xế mà họ yêu thích một cách an toàn và ít tốn kém nhất có thể. Lấy tiền đề dựa trên những kiến thức chuyên sâu về xe hơi mà Yamauchi có được, ông bắt đầu ấp ủ về việc thực hiện một tựa game có thể mang lại những trải nghiệm đua xe thực tế nhất. Và thế là, ông bắt đầu sử dụng một vài mối quan hệ của bản thân và trình ý tưởng của mình lên phía Sony về thực hiện một tựa game đua xe có sử dụng các yếu tố vật lý chính xác nhất nhằm tạo ra cho người chơi những trải nghiệm hoàn toàn giống với cảm giác của những tay đua chuyên nghiệp. Đây là một dự án khá hứa hẹn, bởi vì nghiêm túc mà nói, những tựa game đua xe vào thời điểm đó thật sự chưa được đầu tư nhiều. Đa phần chúng chỉ là những khối hộp đa giác, đơn thuần chạy với tốc độ cao trên màn hình. Những trò chơi như vậy thật sự không thể tạo ra được một cảm giác như bản thân đang là một tay đua thực thụ, mà chỉ đơn giản là những trải nghiệm đua xe mì ăn liền mà thôi. Trong phần trình bày của mình, Yamauchi còn đề cập chi tiết tới từng tác động vật lý ở mỗi phần mô men bộ phận của xe, cũng như có cả ma sát của mặt đường tác động vào bánh xe nữa. Thế nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với tay đua này, Sony đã từ chối yêu cầu của Yamauchi. Thay vào đó, họ muốn thuê ông sản xuất cho hai tựa game đua xe hoạt hình có tên là Mototune Grand Prix và Mototune Grand Prix 2, lấy cảm hứng từ dòng game Mario Kart nổi tiếng của nhà Nintendo. Tựa game này có thể coi là một phép thử của Sony, họ muốn kiểm tra khả năng làm game của Yamauchi, qua đó lấy cơ sở để xem xét lại yêu cầu trước đó của ông. Và may mắn thay, những tựa game này đã gặt hái được cho mình những thành công nhất định. Sau đó, Yamauchi đã thử đề cập lại ý tưởng về dòng game Gran Turismo tới các sếp lớn của mình là Sony, và lần này, họ đã đồng ý. Ngay lập tức, Yamauchi đã tìm kiếm cho bản thân một đội ngũ thiết kế gồm 12 người và dành ra vài năm để thực hiện dự án Gran Turismo. Thậm chí, ông còn đã đích thân tới một trường đua xe chuyên nghiệp để học được những điều cơ bản nhất về bộ môn thể thao này. Không chỉ vậy, Yamauchi đích thân gửi lời mời hợp tác với các hãng xe lớn như Nissan, Dodge và Aston Martin để có thể truy cập vào dữ liệu và thông số thiết kế nhằm đưa những chiếc siêu xe của các hãng này vào trong tựa game của chính mình. Chưa dừng lại ở đó, chính những chiếc xe ấy còn được ông mang ra tận ngoài trường đua thực tế để có thể thu lại toàn bộ những âm thanh động cơ và môi trường một cách chân thực nhất có thể. Dường như những điều trên còn chưa đủ điên rồ, Yamauchi đã thêm vào trò chơi một hệ thống có thể nói là rất đột phá vào thời điểm bấy giờ, đó chính là hệ thống nâng cấp xe. Bạn hoàn toàn có thể tối ưu hóa trải nghiệm của bản thân bằng cách thay động cơ, thay phanh, thay lốp xe, thay vân vân và mây mây theo cái cách mà bản thân bạn muốn. Vào thời điểm ra mắt,
Gran Turismo có thể nói là một trong những ông hoàng về game đua xe khi mà nó hoàn toàn đè bẹp gần như tất cả các đối thủ cạnh tranh của mình. Với hàng trăm chiếc xe đua đầy đủ cả về chiều rộng và chiều sâu, Gran Turismo dễ dàng trở thành một trong những trò chơi thành công nhất trên hệ máy PlayStation đầu tiên, tạo tiền đề lớn cho dòng game phát triển như bây giờ. Sau sự thành công của Gran Turismo, đội ngũ phát triển của tựa game này đã quyết định sẽ tách ra khỏi hệ thống của Sony Computer Entertainment và trở thành một studio riêng biệt lấy tên là Polyphony Digital để có thể hoàn toàn quyết định các sản phẩm của mình. Tuy nhiên, việc tách ra này diễn ra khá bất ngờ và điều đó làm cho họ phải chịu khá nhiều khó khăn và áp lực để có thể phát hành được phần tiếp theo của Gran Turismo đúng lịch. Và cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến, Gran Turismo 2 đã được ra mắt kịp thời vào ngày 11 tháng 12 năm 1999 tại Nhật Bản và 23 tháng 12 năm 1999 tại thị trường phương Tây. Thế nhưng tựa game này dính phải rất nhiều lỗi như bug, glitch và cả lỗi mất file save của game. Tựa game này ra mắt trong tình trạng chỉ mới hoàn thành được 98,2% giai đoạn phát triển. Đó là lý do khiến cho nó gặp phải nhiều lỗi nặng như vậy. Thế nhưng, Gran Turismo 2 cũng đã có thêm một số tính năng khá thú vị, đơn cử như việc những tác động vật lý khi va chạm để làm tăng tính thực tế của game. Tuy nhiên thì nó vẫn được làm chưa tới. Nếu phải nói về yếu tố làm cho phần hậu bản này làm tốt hơn so với người tiền nhiệm, thì đó chắc hẳn phải là số lượng xe cộ mà nó sở hữu. Gran Turismo 2 có số lượng xe nhiều hơn gấp 4 lần phần đầu tiên. Tuy rằng vẫn còn rất nhiều lỗi, nhưng với hệ thống tương tác cơ học được nâng cấp lên rất nhiều, tựa game vẫn được đánh giá cao trong mắt những nhà phê bình và người chơi khi nó đã nhận được 9,8 trên 10 điểm IGN, 8,5 trên 10 điểm GameSpot và 34 trên 40 điểm Famitsu. Phần kế tiếp Gran Turismo 3 được ra mắt 2 năm sau. Đây cũng chính là phần game Gran Turismo đầu tiên được phát hành cho hệ máy PlayStation 2. Với sức mạnh phần cứng mới cũng như việc bước sang một thế kỷ mới, Gran Turismo 3 sở hữu một nền đồ họa tân thời cũng như hệ thống tương tác cơ học được cải tiến rất nhiều so với phần 2. Thế nhưng, điểm khiến cho tựa game này tụt lùi lại so với người tiền nhiệm đó chính là ở việc số lượng xe đã được hạn chế lại nhằm đẩy mạnh dung lượng phần cứng cho việc thiết kế đồ họa và môi trường trò chơi. Từ 650 chiếc xe từ thời Gran Turismo 2, chúng ta nay chỉ còn 180 chiếc ở phần thứ 3 mà thôi. Thế nhưng, tựa game này cũng đã học hỏi được rất nhiều từ sai lầm của người tiền nhiệm. Trên thực tế, phần thứ 3 này được Sony dự kiến ra mắt vào năm 2000 để mở đầu cho giai đoạn thế kỷ 21. Tên ban đầu của tựa game này là Gran Turismo 2000. Tuy nhiên thì Kazunori Yamauchi đã phải delay lại ngày ra mắt đến 28 tháng 3 năm 2001 do họ mất nhiều thời gian hơn dự tính để sửa lại các lỗi trong game phát sinh. Vậy nên, để hợp với tính thời sự, Sony đã đổi tên tựa game này thành Gran Turismo 3 A Spec. Chưa hết, với phần game này, nhà sản xuất Kazunori Yamauchi đã chủ động liên hệ và ký một thỏa thuận hợp tác với Logitech nhằm tạo ra một thiết bị chơi game có khả năng tối ưu nhất với các tựa game Gran Turismo để tăng tính chân thực cho người chơi. Và thế là hệ thống vô lăng GT Force ra đời và nó nhanh chóng trở thành một trong những thiết bị chơi game không thể thiếu đối với những tín đồ thể loại game đua xe cho tới tận ngày nay. Giống như những người đàn anh đi trước, phần game thứ 3 này cũng nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ các nhà phê bình và người chơi khi liên tiếp nhận được các điểm số như 9,5 trên 10, 39 trên 40, 10 trên 10 xuất hiện liên tục trên các trang đánh giá uy tín. Cũng từ thời điểm này, Yamauchi đã đặt ra một câu slogan cho cả dòng game Gran Turismo, đó chính là The Real Driving Simulator, như một lời khẳng định đanh thép về đường lối của tựa game là mang lại trải nghiệm đua xe chân thực nhất có thể. Tiếp sau Gran Turismo 3, Polyphony Digital cũng tiếp tục sản xuất thêm một số phần phụ bản nữa là Gran Turismo Concept kéo dài từ năm 2001 đến năm 2002. Tuy nhiên thì các phần game này chỉ là phần game phụ và không có nhiều cải tiến rõ rệt như các phần trước đó. Phần kế tiếp của dòng game là Gran Turismo 4, được ra mắt vào năm 2004. Đây có thể nói là một trong những phần game đồ sộ nhất của cả series. Ban đầu, phần thứ tư được dự kiến ra mắt vào năm 2003. Thế nhưng Polyphony Digital đã delay tựa game này lại 1 năm rưỡi để có thể mở rộng quy mô và sửa đổi lại một số chế độ chơi. Với Gran Turismo 4, Yamauchi đã thực sự mô phỏng lại thành công những trải nghiệm của các tay đua chuyên nghiệp trên đường đua một cách chân thực nhất. Với hệ thống vật lý được đẩy lên rất cao và việc sở hữu một nền đồ họa phần cứng thế hệ mới, trải nghiệm về một tựa game mô phỏng chân thực cảm giác của những tay đua chuyên nghiệp đã dần hình thành. Chưa kể tới đó, Gran Turismo 4 cũng là tựa game sở hữu số lượng xe hơi cực kỳ đồ sộ, với con số lên tới 700 chiếc xe hơi, tới từ 80 hãng xe khác nhau. Và chưa kể tới việc, tựa game này còn thành công với bản hợp đồng sử dụng thiết kế và mô hình của một trong những hãng xe lâu đời nhất trong lịch sử là Daimler Motor Carriage, ra đời vào năm 1886. Chưa hết, với phiên bản phát hành tại các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, Polyphony Digital còn cung cấp cho người chơi một tập sớ dày 212 trang về các bài học lái xe một cách chuyên nghiệp và giới thiệu chi tiết về thông số của 700 chiếc xe mà tựa game đang sở hữu.
Gran Turismo 4 có thể nói là một cú hit cực kỳ lớn và rất thành công kể cả đánh giá lẫn thương mại. Nó nhận được rất nhiều sự ủng hộ và đón nhận nồng nhiệt bởi hầu hết tất cả những người từng trải nghiệm qua và cả những nhà phê bình uy tín. Tựa game này còn bán được 1,4 triệu bản kể từ khi phát hành và vinh danh mình trở thành một trong những trò chơi PlayStation 2 đáng chơi nhất và xếp thứ 3 trong danh sách những tựa game PlayStation 2 bán chạy nhất mọi thời đại. Với sự thành công của Gran Turismo 4, Polyphony Digital đã có đủ tầm ảnh hưởng để có thể kiểm soát được những điều phát sinh sẽ xảy ra tiếp theo. Vậy nên thay vì thực hiện một chu kỳ 2-3 năm sẽ ra mắt một tựa game chính, họ đã quyết định sẽ trở lại một khoảng nghỉ dài cỡ 6 năm để có thể chuẩn bị và nghiên cứu, cải tiến, bứt phá với phần game thứ 5 của mình. Trong khoảng thời gian này, họ sẽ chỉ cập nhật thêm các tính năng mới cho Gran Turismo 4 và các phần hậu bản phụ của dòng game này để giữ lửa mà thôi. Vào năm 2006, Polyphony Digital đã kết hợp cùng với Sony và Nissan tổ chức một sự kiện lớn nhằm đào tạo và tìm kiếm những tay đua của dòng game Gran Turismo và giúp họ trải nghiệm được cảm giác ngồi trên một chiếc xe đua thực thụ. Sự kiện này ngoài mang ý nghĩa quảng bá thì nó cũng giúp cho hãng game thu được rất nhiều dữ liệu quan trọng về việc trải nghiệm đua xe chân thực nhất của người chơi. Sự kiện này đã thành công rực rỡ và để lại rất nhiều lợi ích cho cả ba bên. Thế nên, họ tiếp tục ngồi lại với nhau thêm một lần nữa để tạo ra một sản phẩm hợp tác mới và thế là Gran Turismo Academy ra đời. Đây là một game show thực tế được tổ chức để tìm kiếm những tay đua Gran Turismo xuất sắc nhất trên thế giới và trao cho họ cơ hội để cầm lái trên một đường đua chuyên nghiệp. Những người tham gia phải trải qua những quá trình kiểm tra rất gắt gao để chiến thắng được trò chơi. Và thật sự, chương trình này đã để lại thành công ngoài mong đợi khi một vài trong số những người tham gia đã có thể đủ yêu cầu và tham gia vào chương trình phát triển tài năng của Nissan có cơ hội để trở thành một tay đua chuyên nghiệp. Tiêu biểu nhất đó chính là tay đua Lucas Ordóñez. Điều này đã cho rằng tầm nhìn về việc tạo ra một tựa game đua xe thực tế của Kazunori Yamauchi đã thực sự tạo ra rất nhiều trái ngọt. Cũng trong khoảng thời gian này, Polyphony Digital đã tạo ra một phiên bản có tên là Gran Turismo HD Concept. Đây là phần game Gran Turismo đầu tiên có mặt trên PlayStation 3 và là một phiên bản thử nghiệm giới hạn ở thị trường Nhật Bản. Trước khi phát hành bản chính thức Gran Turismo HD trên phạm vi toàn cầu, nó sử dụng sức mạnh đồ họa của phần cứng thế hệ mới nhất, thêm vào đó là hệ thống AI cũng như tương tác cơ học được cải thiện rõ rệt. Điều này làm cho tựa game trở nên rất hứa hẹn và được mong chờ. Thế nhưng, ngay trước ngày phát hành chính thức, Kazunori Yamauchi đã công bố rằng họ sẽ có một số thay đổi nhỏ trong chiến lược phát hành sản phẩm. Cụ thể thì họ sẽ loại bỏ hoàn toàn phần game Gran Turismo HD và sử dụng dữ liệu thu được từ bản thử nghiệm Gran Turismo HD Concept để đưa vào sử dụng cho Gran Turismo 5. Phiên bản thử nghiệm cho phần game thứ 5 là Gran Turismo 5 Prologue đã chính thức được trình làng với 16 chiếc xe khác nhau. Ở phiên bản này, Polyphony Digital đã mang đến cho chúng ta một cái nhìn tổng quan về hệ thống AI mới, cũng như cập nhật thêm góc nhìn tay đua. Nói nôm na là bạn có thể trực tiếp nhìn thấy góc nhìn của người lái xe với đầy đủ gương chiếu hậu, đồng hồ tốc độ, vô lăng. Chưa kể tới đó, Gran Turismo 5 Prologue cũng là tựa game đầu tiên đánh dấu sự xuất hiện của chế độ đua xe online với tối đa 16 người. Chế độ này thậm chí còn được duy trì tận 2 năm, dù cho đây chỉ là bản thử nghiệm do quá trình ra mắt của phiên bản chính thức lâu hơn rất nhiều so với thực tế. Dù vậy thì phần game Prologue này cũng được đánh giá khá cao, đó là lý do nó giữ được nhiều đất dụng võ đến như vậy. Ngoài ra vào năm 2009, chúng ta còn có một tựa game khác là Gran Turismo Portable dành cho hệ máy PSP và tựa game cũng dễ dàng trở thành một trong những trò chơi bán chạy nhất trên hệ máy này. Ngày 24 tháng 11 năm 2010, 6 năm kể từ khi phần game chính thức cuối cùng là Gran Turismo 4 được phát hành, phần kế tiếp Gran Turismo 5 cuối cùng cũng đã lăn bánh. Và với phần game này, Polyphony Digital thật sự đã không làm uổng phí khoảng thời gian 6 năm của họ. Chế độ online, mô phỏng va chạm xe, mô phỏng vật lý cơ học, mô phỏng âm thanh, mô phỏng môi trường và đặc biệt chính là số lượng khổng lồ với 1.000 chiếc xe đang chờ bạn trải nghiệm. Đặc biệt với sản phẩm này, hãng game đã mời những chuyên gia thực tế về xe cộ tới để trải nghiệm một cách công tâm nhất. Có thể kể đến rất nhiều người nổi tiếng như nhà báo về xe hơi Jeremy Clarkson hay tay đua huyền thoại David Coulthard, và tất cả bọn họ đều đã so sánh những trải nghiệm có được khi chơi Gran Turismo 5 với những trải nghiệm mà bản thân họ có được trên đường đua chuyên nghiệp. Tuy rằng vẫn có một số nhược điểm về hệ thống va chạm cũng như AI của game, thế nhưng hầu hết tất cả đã đều bị lu mờ bởi mức độ chi tiết và sự đầu tư kỹ lưỡng của game. Gran Turismo 5 đã giúp doanh số bán ra của hệ máy PlayStation 3 tăng gấp đôi bình thường. Không những vậy, tựa game này còn bán được 10 triệu 740.000 bản game và trở thành tựa game bán chạy nhất trên PlayStation 3 cho tới khi siêu bom tấn GTA 5 ra mắt vào năm 2013. Khi đạt được những thứ thành công lớn như vậy, điều tiếp theo mà bạn sẽ làm là cố gắng để đạt được những thứ cao hơn. Kazunori Yamauchi cũng không phải là một ngoại lệ. Ông cảm thấy rằng với sức mạnh tiềm ẩn của PlayStation 3, tựa game này vẫn có thể trở nên đẹp hơn và thực tế hơn được. 3 năm sau phần thứ 5, Gran Turismo 6 ra mắt mà không hề có một bản thử nghiệm nào giống các phần trước đó. Đây là phần game kỷ niệm 15 năm dòng game Gran Turismo. Với phiên bản thứ 6, Polyphony Digital mang đến cho chúng ta một hệ thống đồ họa tân tiến
có thể tận dụng được hết sức mạnh phần cứng của chiếc máy PlayStation 3, cộng với đó là sự cải thiện về hiệu ứng va chạm xe, hệ thống AI và sự xuất hiện của 1.200 chiếc xe, nhiều hơn so với phiên bản trước đó là 200 chiếc. Không chỉ vậy, đây chính là tựa game đầu tiên đánh dấu bản hợp đồng dài hạn giữa Gran Turismo và FIA, hay còn được biết đến là Liên đoàn ô tô quốc tế. Thế nhưng thì Gran Turismo 6 lại không thể vượt qua được cái bóng khổng lồ của người tiền nhiệm. Cũng phải thôi, tựa game này được ra mắt vào cuối đời của dòng PlayStation 3, vậy nên không dễ dàng gì để có thể vượt qua con số 10 triệu bản được. Thế nhưng trò chơi vẫn khá xuất sắc khi xếp vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng các tựa game bán chạy nhất năm 2015 của PlayStation Store. Cũng vào năm này, Kazunori Yamauchi được vinh danh và đặt tên cho một con phố ở Ronda, Tây Ban Nha do những đóng góp to lớn của ông đối với môn thể thao tốc độ và ngành công nghiệp trò chơi điện tử. Năm 2017, Polyphony Digital công bố tựa game Gran Turismo đầu tiên của hãng trên hệ máy tân tiến PlayStation 4 và lấy tên là Gran Turismo Sport. Tuy không được đánh số thứ tự, thế nhưng tựa game này được xem như là phần thứ 7 trong dòng game chính thức của hãng với nền đồ họa tân tiến của PlayStation 4. Cũng như kinh nghiệm 20 năm gắn bó với dòng game đua xe, Gran Turismo Sport được kỳ vọng sẽ trở thành một cú hit lớn giống như Gran Turismo 5 đã làm trước kia. Thế nhưng đến cuối cùng thì có vẻ như phần game kỷ niệm này lại không đạt được những thành công kỳ vọng như ban đầu. Tựa game này tập trung vào phần chơi mạng thay vì yếu tố chơi đơn chiến dịch truyền thống như trước tới nay. Thêm nữa, số lượng xe được đánh giá là suy giảm rõ rệt so với các phiên bản trước đó là 168 chiếc xe. Con số này đã được tăng lên thành 324 chiếc. Với số lượng xe ít ỏi này, có vẻ như Gran Turismo Sport đã không thể đáp ứng được sự mong mỏi của những fan hâm mộ trung thành của dòng game này. Thậm chí hệ thống môi trường của tựa game này cũng được đánh giá là khá hời hợt và không được đa dạng như phần 5 và 6. Tuy rằng tựa game này cũng đã có một số thành công nhất định như bán được 8 triệu bản và đứng thứ nhất tại Nhật Bản, châu Âu và một số quốc gia khác. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng những đánh giá của các nhà phê bình cũng như người chơi về phần game này là không thể nào bằng được so với những phần game trước đó. Tuy nhiên sự tụt lại của Gran Turismo Sport có vẻ là khá cần thiết để cho Polyphony Digital chuẩn bị cho phần game kỷ niệm 25 năm của mình, Gran Turismo 7. Gran Turismo 7 ra mắt vào ngày 4 tháng 3 năm 2022 vừa qua cho hai hệ máy là PlayStation 4 và PlayStation 5. Kazunori Yamauchi đã mô tả rằng tựa game này sẽ là tựa game Gran Turismo hay nhất từ trước tới nay. I think the next title that we are going to create will be a combination of the past, present and future, a complete form of Gran Turismo. Ông cũng khẳng định rằng Polyphony Digital đã học hỏi rất nhiều từ sai lầm của Gran Turismo Sport và những tinh hoa của các phiên bản Gran Turismo 4, 5 và 6 cũng sẽ được đem vào trong phần thứ 7 với những cải tiến rõ rệt, hứa hẹn sẽ trở thành một cú hit mới cho dòng máy PlayStation 5. Tựa game này sẽ sở hữu 420 chiếc xe khác nhau và con số này sẽ tăng lên theo những bảng cập nhật trong tương lai. Chưa kể tới việc, hệ thống môi trường và thời tiết cũng đã được đem trở lại với một tấm áo mới đa dạng và nhiều màu sắc hơn và nền đồ họa sẽ tận dụng hết mức có thể sức mạnh khổng lồ của chiếc PlayStation 5. Ngoài ra, tựa game sẽ còn có sự góp mặt của một trong những tay đua huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử với 7 lần vô địch thế giới F1, Lewis Hamilton. Với điểm số hiện tại như 9 trên 10 điểm IGN, 88 trên 100 điểm Metacritic, 4,5 trên 5 điểm Game Radar Plus, mình tin chắc rằng Gran Turismo 7 sẽ là một trong những tựa game mà bạn nên chơi thử trong tháng 3 này. Thay vì tạo ra một trải nghiệm đua xe đầy máu lửa với những pha hành động như những bộ phim bom tấn, Gran Turismo lại mô tả cho chúng ta thấy một cách chân thực và truyền cảm nhất những gì xảy ra ở phía sau tay lái của những cuộc đua mà chúng ta chỉ thấy được trên TV. Bằng tất cả những tình yêu mãnh liệt với xe hơi và bộ môn đua xe, Kazunori Yamauchi và Polyphony Digital đã mang hết những đam mê, cảm xúc, kiến thức cũng như kinh nghiệm của chính họ và gói gọn tất cả vào trong Gran Turismo. Đến với Gran Turismo là đến với cả một nền văn hóa xe cộ đồ sộ trải dài nhiều năm trong khắp lịch sử nhân loại. Vậy nên, Gran Turismo đã, đang và sẽ luôn vượt xa những tiêu chuẩn thông thường của một tựa game đua xe đơn thuần và nó sẽ luôn đóng vai trò như là một cuốn sử sách ghi chép lại hành trình của loài người từ đằng sau vô lăng. Vậy thì cuối cùng, bạn đã sẵn sàng để trở thành một tay đua chưa?